Chào các bạn. Bây giờ là 7 giờ sáng thứ bảy ngày 16 tháng 10 năm 2021. Chú Hồng đang đứng trên sân thượng nhà mình, nơi những chậu hồng đang bắt đầu nhí mầm. Thưa các bạn, trong bất cứ một loại cây thực vật nào, khi nảy mầm là khi cây bắt đầu một chu kỳ phát triển mới, tạo dinh dưỡng cho cây mẹ. Và ở rất nhiều giống loài thì thật ra mầm này cũng là một chu kỳ đơm hoa kết trái, và hoa hồng cũng là một trong lúc loài cây có chu kỳ đó. Vòng đời của chu kỳ phát triển này của hoa hồng thường là 40 tới 60 ngày tùy theo thời tiết và giống loài. Vậy tại sao khi cây đang nhú mầm lại phải cắt cành đi như Trung Hồng đã làm tiêu đề cho bài viết? Mời các bạn hãy hướng lên màn hình nom kỹ những mầm đang nhú bị Trung Hồng tung xẻo hôm nay ngày 16 tháng 10 Tây nhằm ngày 10 tháng 9 ta. Xin mời các bạn. Các bạn nom Trung Hồng cắt cái mầm là những cái cây ngọn đang nhí mầm của các bạn nom thường đây. Tại sao cây đang nhí mầm mình lại phải cắt như thế này? Bởi vì những chậu hoa hồng này ở trên tầng chuồng đã cắt cành trước ngày 5 tháng 8 âm lịch, và hiện nay nó vẫn đang rất già các bạn nhé. Chuồng chưa cắt, các bạn nó quả nó đóng già như vậy, và không cắt thì nó vẫn đang nhí mầm. Nếu các bạn cứ để những cái mầm nhí mà không cắt cành hôm nay thì cái lứa mầm đó sẽ nở hoa vào những ngày đôi mươi tháng 10 âm lịch, và đồng nghĩa với việc các bạn nắm cái mầm mình cắt đi và cắm non đấy, đồng nghĩa với việc là ngày 15 tháng 11 chúng ta đã quá trễ để cắt cành cho lứa hoa Tết. Cho nên hôm nay tuy rằng chưa tới ngày cắt cành nhưng mình vẫn cắt cành cho những chậu hoa hồng này. Các bạn nhìn thấy mình đang thao tác trên màn hình là những chậu hoa hồng đào cổ của mình các bạn nhé. Các bạn nhìn quả nó rất già rồi mà mình vẫn đang cắt đi, bởi vì nó không cắt thì nó cũng ra mầm, và nếu nó đang nhí mầm thì các bạn phải cắt dưới cái nách lá đó. Các bạn đừng để nó nhí dài thì nó sẽ mất dinh dưỡng. Các bạn nói những cái nụ mầm như vậy có cái hoa mình cũng phải cắt đi các bạn nhé, cũng phải cắt đi. Đây các bạn nói đấy, mình cắt hết những cái mầm nào đang nhí là các bạn phải cắt đi. Lý do tại sao lại như vậy? Bởi vì các bạn chỉ có cắt như vậy thì một hai lần cái cây hoa hồng mới có thể nở cùng lúc và cùng một lúc ra một loạt mầm na ná giống nhau. Chú Hồng nói na ná giống nhau là không thể chính xác tuyệt đối được, bởi vì cũng có những mầm ra trước, mầm ra sau một vài ngày. Vậy thì cũng có những bông hoa hồng nở sau một vài ngày các bạn nhé. Đây các bạn nhìn những cái mầm đó mình phải cắt hết đi để cho ra một lứa mầm mới nếu các bạn muốn hoa nở đồng loạt. Mình quay sang cây hồng đều đây các bạn nhìn. Đây mình phải cắt rất sâu các bạn nhìn nào. Đấy cái quả, những cành này là quả nó già rồi các bạn ạ. Đây những cành như thế này rất đẹp đấy các bạn nhìn xem cái lá đấy. Thưa các bạn, những cái cành lá như thế này thì các bạn vẫn cắt hai nách lá bình thường như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Đây là cây hồng đào cổ các bạn nhé. Đây quả nó rất già và có rất nhiều mầm, nó đang nhí ở cái nách lá. Nó đã đang nhí ở cái nách lá các bạn nhé. Mình đã quay đấy các bạn, nó nhí ở cái đầu ấy. Mình phải cắt cụt nó đi đấy các bạn này. Mình phải cắt cụt cái mầm ở cái đầu đó cho nó đi. Đấy các bạn, mình đang cắt hết để khả dĩ hôm nay mới là mùng 10 hay 11 gì đó, sớm khoảng một tuần các bạn nhé. Nhưng nếu các bạn cứ để thì nó vẫn ra mầm. Và nếu vẫn ra mầm như chỗ có phân tích thì các bạn phải bấm cái mầm này đi, cắt vào số gạch ra dưới để các bạn nhìn những cái mầm này.
mình phải cắt xuống lạch lá dưới để cho nó lại bắt đầu từ đầu các bạn nhé. Và phù hợp với những cây hôm nay đấy các bạn, nó cái mầm này, mầm đỏ đỏ đấy các bạn nhé, mình cắt dưới cái mầm này. Các bạn đón theo đây, đấy cái mầm đỏ đỏ các bạn, đấy đấy đấy, mình chỉ gõ cái kéo cái mầm các bạn ạ. Rất nhiều cái mầm đang nhí ở thời điểm hiện tại mà các bạn phải cắt dưới cái mầm, cụt cái mầm nó đi. Các bạn vừa nói cái hình ảnh là mình cắt cụt cái mầm nó đi là các bạn để ý nhé. Đây những cái mầm này đang nhí này, bằng hạt gạo các bạn, nó mình cái đầu kéo mình gõ khó cái mầm này các bạn ạ. Đấy, và mình phải cắt bên dưới đó để các bạn cắt dưới cái mầm đấy. Vậy thì ở cái lách lá sát cái kéo mình cắt để các bạn nằm trên cái kéo là nó đã đang nhí đỏ đỏ các bạn ạ. Mình nằm thật chậm thì các bạn để ý đây cái mầm, đây cái mầm, cái kéo mình chọc vào cái mầm đỏ đang ra đấy bằng hạt gạo đấy, và bạn phải cắt bên dưới thì bắt buộc bây giờ nó sẽ dồn dinh dưỡng ra đúng sát cái lách lá của vết kéo cắt và cho ra chúng ta ra cái mầm mới. Tuy rằng có sớm nhưng chỉ sớm hơn 5-7 ngày chúng ta có thể chấp nhận được. Khả dĩ đến ngày 15 tháng 11 âm lịch chúng ta có những cành bánh tè để cắt để các bạn nó mầm này. Đây các bạn không cắt đấy, mình cắt cụt các bạn vừa nó lên nhé. Tất cả các mầm đang nhí ở thời điểm hiện tại hôm nay ngày 16 tháng 10 năm 2021 các bạn phải cắt đi. Nếu các bạn có một lứa hoa hồng, các bạn nó mình nó lấy những mầm nhí đấy, nếu các bạn đấy các bạn nó kỹ mà đấy cái đầu kéo mình chọc vào cái nách lá đấy các bạn nó thấy không ạ, đấy cái nách lá đấy, cái nách lá đấy các bạn nó kỹ nhá, là bây giờ mình cắt mãi dưới đấy các bạn nó thấy mình để sát cái kéo xuống cắt cái cành mẹ hai nách lá, cắt bỏ cái cành nó đi. Và nếu các cành nó không để thì chỉ mấy hôm nữa là nó sẽ ra dài, rất dài các bạn ạ. Cho nên thưa các bạn, để có một chậu hoa gồng nở đều và đẹp thì cái việc cắt cành này rất quan trọng. Nếu các bạn không cắt cành thì nó sẽ dài ra, nó cành càng, cây gồng không có cái form cái tán nào cả. Và nếu các bạn không cắt cành thì như chậu gồng vừa chia sẻ các bạn đấy, nó sẽ ra lung tung và chúng ta không có thể để cho những đấy các bạn đâu. Mình cắt cái cành này 3-4 cành sau tất cả những chỗ mình gõ cái kéo vào đấy là nó sẽ ra. Đấy cái mầm các bạn nó cái mầm không ạ? Mình phải cắt đi nhé các bạn nhé. Đấy mình cắt mới đi, cắt đấy cắt đi thì nó ra cái mầm cái nách lá sát kéo mình vừa cắt. Các bạn lưu ý điều đó. Chỉ có như vậy thì cái lứa mầm sau mới ra được 70% đều nhau các bạn nhé. Còn 30% nó vẫn ra không đúng, không đều nhau thì chúng ta mỗi một lần cắt thì chúng ta sẽ sửa dần thì cây hoa hồng của bạn sẽ có những lứa mầm rực rỡ, khỏe mạnh mà đặc biệt là nó sẽ ra cùng một lúc. Thưa các bạn, ở ngoài vườn nhà mình thì mình chưa cắt bởi vì ở thế trạng ngoài đó thì ngày 15 hoặc 20 tháng 9 âm lịch các bạn nhé, nghĩa là tầm cỡ khoảng độ từ 3-4 đến 9 ngày nữa mình mới cắt tùy theo thể trạng. Còn ở đây thì vì nó đang nhí mầm, các bạn không cắt nó vẫn đang nhí mầm, cho nên mình đã cắt đoạn ngay những cái mầm để ngăn chặn cái mầm nó nhí ra làm mất dinh dưỡng của cành mẹ, ép cành mẹ phải quay lại tích lũy mầm cho cái nách lá thứ hai mà theo ý định của mình là cho mầm nó nở hoa. Các bạn lưu ý điều đó. Chính vì vậy cho nên đây là một kỹ năng mà kinh nghiệm treo hồng mới cho chúng ta, chỉ trong sách kỹ thuật là họa không dạy. Để các bạn nói tất cả nó đang nhí mầm hết như thế này, các bạn nói nếu các bạn cứ để nó sẽ vươn dài ra cái mầm này thì chỉ khoảng độ 20 ngày nữa là đóng nụ vào các bạn cắt đi. Đấy và để các bạn cắt đi những cái mầm này, các bạn cái mầm như này các bạn cắt đi đấy, không tiếc các bạn nhé. Và mấy ngày nữa thì nó sẽ ra cái đầu này đấy, cái đầu mình vừa gõ khỏi kéo đấy. Thưa các bạn, nếu các bạn tiếc cái mầm này thì đồng nghĩa các bạn không bao giờ có những lứa mầm đồng đều ở những chậu hoa hồng trồng trong cùng một không gian địa lý mà chúng ta muốn cho tất cả các chậu cùng nở vào một lứa hoa các bạn nhé. Đồng đều chỉ cách nhau 1-2 ngày các bạn ạ. Thế còn nếu mà chúng ta mà cứ để nó tự nhiên thì đấy thì mầm nó ra như vậy.
Bởi vì thời tiết mấy hôm nay là tuyệt vời các bạn ạ. Thời tiết tuyệt vời để cho những chậu hoa hồng nảy mầm các bạn, ra lộc các bạn ạ. Cho nên là chúng ta phải liên tục kiểm soát. Đây là những biện pháp kiểm soát khi hoa hồng ra mầm quá sớm. Như đầu đề Trung Hoa Hồng đã chia sẻ với các bạn là tại sao phải cắt mầm non đi là như vậy. Thưa các bạn, những chậu hoa trên tầng này các bạn đang non thấy trên màn hình là những chậu hoa, có những chậu hoa đã 4 năm thậm chí có những chậu hoa 6 tuổi ở trên cái tầng cao này, và cũng có chậu hoa chỉ mới được 2 đến 3 năm tuổi các bạn nhé. Và hiện nay đây là ở một cái không gian nhiều nắng nhất nhưng cũng khắc nghiệt nhất, khắc nghiệt nhất các bạn ạ. Cho nên là ở rất nhiều bài viết mình đã chia sẻ với các bạn những bông hoa hồng ở cái sân thượng này, nhưng được bù lại nếu chúng ta chăm sóc tốt thì đây lại là những nơi có những bông hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất và sai nhất. Thưa các bạn, trên đây là những hình ảnh các bạn đang được mục sở thị Trung Hồng cắt cành cho những chậu hoa hồng của mình đang nảy mầm non mà phải cắt cành đi. Trung Hồng hy vọng những hình ảnh trực quan này sẽ giúp các bạn có một cái nhìn chân thực hơn về những chậu hoa hồng của mình khi phải áp dụng những chế tài đặc biệt để cho những chậu hoa hồng này nở đúng chu kỳ mà mình đã đặt ra cho nó, đặc biệt là Tết Nguyên Đán. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.